Ok, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Chicken đây. Thì hôm nay mình sẽ rap một cái bài Ok Chris về anh Chris Devil Gamer nha. Ok, Chris Devil Gamer. Nãy giờ mình rap bị sai sót rồi. Là một YouTuber nổi tiếng với channel đạt hơn 1 triệu subscriber không ai khác, đó chính là anh Chris Devil Gamer. Mặc dù trong những video của anh đều nói tục nát như vậy để mọi người xem clip của anh càng bớt nhàm chán hơn. Anh bắt đầu sự nghiệp YouTube bằng những video chơi game kinh dị với tiếng bình luận vui vẻ hài hước làm cho video càng thêm thú vị. Dấu sơn đầu tiên bước đầu phát triển đó chính là GTA. Sau đó anh chuyển qua đến The Forest và tạo ra một chú khủng long lửa. Và 2 năm sau anh đã chơi Minecraft cùng co-op với anh Jackie Natsumi. Video được các bạn ủng hộ nên anh chơi tiếp Minecraft. Có một lần anh chơi cùng người em chính là Sino. Lại video chơi game Minecraft của anh đã khiến người xem cười phải rơi lệ. Ok, và đã hết cái bài này rồi. Ok, và nếu các bạn thích video hãy đừng quên để lại cho Chicken một like và một subscribe. Và đừng quên share trên Facebook hoặc là share trên mỗi cái cộng đồng mạng gì đó để mọi người có thể biết thêm về channel của mình nhiều hơn và đóng góp ý tưởng của mình nhiều hơn. Ok, thì thông báo nhỏ nhỏ của mình ở đây là mình đang gần thi học kỳ, mình đang trong cái gì ta, trong thời kỳ ôn thi học thầy, trong ôn thi học kỳ, trong kỳ thi á. Xong rồi nó giống như là nó không có thời gian để mình làm, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm cho các bạn. Ok, nếu các bạn thích đừng quên like, share và subscribe nhé. Bye bye.